Của anh đừng dùng tay nhiều quá. Ok, những người chưa chơi bây giờ như thế này. Cái này là chuyến cuối cùng này, chưa chơi là phí đây này. Anh em của Vũ Như Thịnh mời chị áo đỏ đi ạ. Nam ơi. Nam mới là khó, còn nữ thì đơn giản thôi. Em mời đầu tiên là mời chị áo đỏ đi ạ. Vâng. Chị chưa tham gia trò chơi nào? Mời em mời chị đi ạ. Vâng ạ. Em mời chị áo xanh đây nữa. Hai người. Mời chị áo hồng về đeo kính như ạ. Em mời chị qua bên này ạ. Mời chị qua bên này giúp em đi. Chị áo xanh rồi. Vâng, chị bỏ mũ ra. Vâng, kính thì chị để còn mũ chị bỏ ra. Chị ra đây giúp em đi ạ. Rồi ok, xin mời chị áo xanh. Bốn người nữa, còn bốn người nữa cơ mà. Còn bốn người nữa giúp em thêm bốn người nữa đi. Bốn người nữa nào, huy động trong là ba, thêm ba người nữa giúp em ba người nữa nào, thêm ba người nữa đi ạ. Ok, còn hai người nữa thôi. Các chị nữa, ok, thêm một nữa nữa thôi ạ. Không chơi rồi, có thể chơi tiếp đây, toàn người chơi rồi, có thể ra tiếp bởi vì là mình nhiều người. Em đang quay rồi, chị vào con luôn đi chị. Cho em thêm một người nữa đi ạ. Mà đi. Mời bạn áo vàng đứng ở giữa đấy, mời bạn áo vàng. Rồi xin mời bạn. Thêm bạn nữa là đủ rồi. Đấy, cho nữ thì rất đơn giản ạ. Cái trò của nữ cực kỳ đơn giản luôn. Ok. Bây giờ mỗi anh nam giới cặp thêm một cái bài ạ. Không phải là cặp đâu mà anh cứ làm như thế. Không quấn được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Bây giờ trò chơi rất đơn giản như thế này thôi. Các anh nam giới ạ, phải nhảy cái bao bố ạ. Mời ba nam sang bên này giúp em ạ. Bởi vì là ba nam đứng trên kia hai đội. Ba người nam đứng sang bên này giúp em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn 2 bao nữa. Bên này đứng với nhau. Tôi già gặp tôi yếu. Đúng rồi.